the mouth or pointing down, but pressing right in the middle where the teeth come together. If it's not in the right position, the sound will be wrong. D, d, these, d. This tongue shortcut works in these words because they're unstressed. So when you don't bring your tongue tip through the teeth, it allows you to make these less important words quickly. These, d. Let's look at these sounds up close and in slow motion. Notice how it's just the very tip that comes out of the teeth. The tongue is relaxed. The teeth surround it, but they're not clamping down on it. The lips and face are relaxed. Throw. Notice how the lips are starting to flare for the R as the tongue comes through the teeth for the unvoiced TH. Birthday. Keep in mind, when you only stick the very tip of your tongue out, the movement into other sounds isn't as hard as you might think. Watch the tongue tip come in and flip up for the D. This is a quick move of the tongue that you can practice over and over to make it more natural. Okay, hello everyone. Hello. Hello Đức Trọng, Phương Anh, Tiến Lộc. Okay. Chào các bạn, Ngọc Anh, Nhật Anh. All right, everyone turn on your microphone, please. Các bạn mở mic, mở cam lên nhé. Say hello, teacher, okay? Oh, chào các bạn. Hello. Rồi, các bạn mở sách vở ra, chúng ta học bài ngày hôm nay ạ. Bây giờ là mỗi khi mà các bạn nở vào sớm nhỉ, 7 giờ 15 phút cô sẽ mở Zoom được chưa? Và các bạn sẽ có 15 phút để nghe người nước ngoài hướng dẫn được chưa? Hướng dẫn chúng ta phát âm, được chưa? Cô đã hướng dẫn rồi, tuy nhiên là chúng ta sẽ xem các video, xem người ta hướng dẫn chi tiết từng tí một, được chưa? Lưỡi rồi là miệng của chúng ta đọc như thế nào để cho chuẩn nhất, ok? Rồi, open your book please, ok? Các bạn mở sách vào ra. Rồi, look at my screen. Rồi, các bạn nghĩ là Monday, November 15th. 2021. Chúng ta sẽ học về động từ chỉ sở thích này hoặc là ghét được chưa? Phần này các bạn đã học trong unit 1 rồi, tuy nhiên là cô đã lướt qua. Bây giờ cô sẽ cho ôn lại được chưa? Các bạn đã học rồi đấy nhá. Yeah. Okay. Monday, November 15th, 2021. Lesson động từ chỉ sự thích và ghét được chưa? Ồ, lớp mình còn thiếu và mấy bạn nhỉ? Phương Anh đúng không? Phương Anh vào chưa nhỉ? Phương Anh đây rồi nhỉ? Tùng đâu nhỉ? Tùng. Rồi anh Quân đúng không nhỉ? Tùng, anh Quân. Rồi ai nữa nhỉ? Tùng, anh Quân. Rồi là bạn Tuệ. Đúng rồi, Tuệ. Rồi. Cô ghi âm lại chưa? Cô quay lại bài học ngày hôm nay thì ai nghỉ các bạn sẽ xem lại sau. Yeah. Okay, are you finished? Các bạn ghi xong chưa? À, chúng ta vừa có bạn Huyền vào nhóm đây, vào lớp đây. Ok, hello Huyền, bạn Huyền ghi bài khẩn trương nhá. Rồi anh Quân này, chị Tuệ này, Tùng. Ok. Ok, các bạn sẽ sang phần tiếp theo của cô ạ. Chúng ta có phần new words, từ mới ạ.
Các bạn ghi bổ sung cho cô ạ. New words, từ mới ạ. Các bạn ghi các từ mới vào cho cô nhé. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Okay, everyone write down first. Okay, các bạn ghi vào trong vở mình trước đã nhá. Phần ở giữa các bạn không cần phải ghi được chưa? Phần phiên âm ở giữa là cô chỉ hướng dẫn các bạn thôi. Còn các bạn chỉ việc ghi từ tiếng Anh và nghĩa tiếng Việt nhá. Musician, musician. Painter, painter. Perform, perform. Traditional, traditional. Guitarist, guitarist. Leisure, leisure. Đối với từ cuối các bạn sẽ có hai cách, một là leisure, hai là leisure đều được nhá. Cách này là cô đang hướng dẫn theo Anh Mỹ, được chưa? Tức là một từ là người Anh sẽ nói là leisure, được chưa? Còn người Mỹ sẽ đọc là leisure. It's okay, it's fine. Okay. Các bạn có thể đọc được hai cách nhá. Listen first. Các bạn vừa viết vừa lắng nghe nhá. Musician, 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 musician. Okay, cô khuyến khích là các bạn vừa viết vừa đọc to như chưa nhá, để chúng ta luyện tập luôn như chưa, tranh thủ luôn nhá, để chúng ta luyện tập, bởi vì là chúng ta bị ngọng rất là nhiều, cho nên chúng ta cố gắng lên. Okay, musician, musician, musician. Yes, and this one is painter, painter. Painter, painter, painter. Yes, okay, có thấy bạn Phương Anh đấy. Rất là tốt, được chưa? Các bạn cố gắng luyện đọc to lên nhá, được chưa? Mặc dù là tắt mic nhưng mà chúng ta vẫn đọc, tự đọc, được chưa? Bởi vì là khi mà nghe bản phiên âm chuẩn, được chưa? Sau đó cùng với sự hướng dẫn của cô để các bạn sẽ đọc chuẩn hơn, nhá. Painter, painter. 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 Yes, good. Perform. 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 Yes. Perform. 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 All chúng ta đọc cong tròn này. Perform. Perform. Okay. Perform. Yes. Good. Traditional. Traditional. Traditional, okay. Mm-hmm. Traditional. Traditional. Đi để cho các bạn thấy là chúng ta sẽ có là trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai. Trọng âm là gì? Trọng âm là khi mà chúng ta đọc một từ chúng ta sẽ nhấn mạnh vào âm đó, được gọi là trọng âm, được chưa? Vậy là âm này chúng ta sẽ nhấn vào âm thứ hai nhá. Traditional. Traditional. Okay. Traditional. Traditional. Yes, các bạn vừa đọc theo to đấy cô nhé. Traditional, traditional. Traditional, traditional. Yes, good. Traditional. All right. Traditional, okay. And the last one is guitarist, guitarist. Guitarist, 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 guitarist. Đó, các bạn nhớ là âm cuối chúng ta có âm T đúng không? Âm T đúng không? Các bạn nhớ phải đọc âm T được chưa? Guitarist. Guitarist. Okay, guitarist.
Rồi, và các bạn cố gắng là chúng ta phải luyện đọc thật nhiều qua app Elsie chứ. App mà cô hướng dẫn các bạn để chúng ta chỉnh âm ấy nhá. Guitarist, guitarist. Ok. Guitarist, guitarist. Guitarist, guitarist, guitarist. Yes, guitarist. Okay, very good. No. Next one. Từ cuối cùng chúng ta có hai cách đọc được chưa? Các bạn có thể nhìn thấy cô. Chúng ta có hai cách đọc. Một là chúng ta đọc là leisure, leisure. Cách thứ hai chúng ta đọc là leisure. Ok, và cô đang hướng dẫn các bạn theo Anh Mỹ, cho nên chúng ta sẽ đọc cách thứ hai nhé. Leisure. 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 L, l, l. Leisure. Leisure. Ok, rồi đây là các bạn thường hay, đấy là rảnh rỗi đúng không ạ? Thời gian rảnh rỗi hoặc là giải trí, những cái trò chơi giải trí chúng ta trong thời gian rảnh rỗi được chẳng nhá. Leisure. Hoặc là leisure. 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 Rồi, mỗi từ chúng ta sẽ nghe lại 10 lần nhé. Leisure. 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 Ok, các bạn để ý cô làm y chúng ta kéo dài hơn ạ. E. E. Leisure. Đó, đấy chứ, khác với âm y ngắn, ví dụ âm y ngắn chúng ta hay đọc là ship, ship, ship. Đoàn tàu đúng không? Tàu thuyền đúng không? Chúng ta sẽ đọc là ship, ship, ship. Đó không ạ? Nhưng mà âm y này chúng ta sẽ đọc dài hơn nhá. Leisure. Leisure. Ok. Rồi. Rồi bạn Tùng và bạn Anh Quân vào sau các bạn ghi bài khẩn trương nhá. Các bạn ghi từ mới cô trước đã. Đấy chưa? Chúng ta có musician, musician. Painter, painter. Perform, perform. Traditional, traditional. Guitarist, guitarist. Leisure, leisure. Ok. Rồi. Bạn Lộc, bạn Ngọc Diễm, Anh Quân, tất cả các bạn mở cam lên khẩn trương nhá. Rồi, Tùng ạ, bạn Tùng ghi bài khẩn trương nha. Bạn Đức Trọng, bạn ghi xong chưa? Yes, ok. Bây giờ cô mời bạn Trọng thử mở mic lên và chúng ta thử đọc sau khi mà cô đã hướng dẫn này. Để bạn Trọng thử đọc xem nào. Ok, mời bạn Trọng. Museum. Museum. Musician. 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 Yes. Painter. 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 Pain. Pain. Painter. Painter. Yes. Perform. 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 Yes. Good. Children. Chơ được chưa? Ơ nhớ chưa? Các bạn nhớ âm e, chữ e lộn ngược như vậy chúng ta sẽ đọc là ơ được chưa? Traditional. 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 Rồi, next traditional. One. Guitarist. 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 Yes. Lego. Leisure. 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 Okay, thank you so much. Okay, next one. I invite Phương Anh. Mời Phương Anh ạ. Cố lên nhá. Gì đi nhỉ? Yes, Phương Anh đọc to cho cô những từ mới nè. Musician, 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 musician. Đúng rồi, mình đọc đúng rồi. Tại sao lại cứ nhăn nhó mặt mày như vậy nhỉ? Rất là, được chưa? Rất là dễ thôi. Musician, musician,
Musician. Painter. 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 Perform. 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 Traditional. Traditional. Yes, good. Rất là tốt được chưa? Giọng bạn Phương Anh đọc rất là tốt nhá. Guitarist. 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 Âm tên của tôi. Guitarist. Guitarist. Yes. Leisure. 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 Leisure, okay. Rồi. Next one. Ai vào Nhật Anh, cô mời bạn Nhật Anh đọc to tất cả từ mới này nhá. Em được cô em đọc music, musician, 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 performer, yeah, painter, 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 pain, pain, pain. Painter. Pain. Painter. Painter. Pain. Pain. And. And. Okay, Ngọc Anh đọc được cô ạ. I was sorry. Bạn Nhật Anh đọc. And. 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 Yes, painter. Painter. Yes, correct. Okay, sau khi mà sửa một lúc lâu thì cuối cùng bạn đã đọc đúng rồi đấy ạ. Painter, okay. Rồi, perform. Perform. Traditional. Traditional. Guitarist. 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 Wrist. Guitarist. Nhớ âm T cuối câu mình nhớ phải đọc được chậm, nhớ nhấn được chậm. Đó, tại làm sao là chúng ta phải phân biệt. Guitarist. Các bạn đọc chỉ là wrist thôi, các bạn thiếu âm T ạ. Guitarist. Guitarist. Đó, 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 đó. Guitarist. Ok. Hơi khó một chút khi mà khoảng thời gian rất là lâu rồi mình không luyện đúng không ạ? Đó, lớp 7 rồi. Đó, mình bị sai từ sợ lâu rồi đấy. Guitarist. Đó, đó, dạ, đó. Guitarist. Đó. Rồi, next one. Leisure. Leisure. Nhật Anh ạ. Leisure. Leisure. Yes, okay. Leisure. Okay. Rồi, I invite Ngọc Anh. Musician, painter, perform, traditional, guitarist. Rit. Chưa được. Các bạn nghe thấy là bạn Ngọc Anh chỉ dừng lại ở guitarist, không có T. Nghe cô đọc ạ. Guitarist. 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 Đó, guitarist đó. Chứ không phải là guitarist sờ đâu. Guitarist. Guitarist. Ok. Rồi, phần này rất là cần phải thời gian rất là nhiều như chưa? Các bạn phải luyện tập nhiều hơn. Guitarist. Leisure. 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 Yes, những âm trên bạn đọc rất là tốt rồi. Tuy nhiên là âm T nhớ đọc âm cuối là được nha. Bạn Ngọc Anh cũng là một trong những bạn chăm chỉ gửi bài cô nhất đấy nha. Bạn gửi qua tin nhắn riêng được chưa? Còn bạn, một số bạn không thấy gửi bao giờ luôn. Đấy. Một số bạn thi thoảng mới gửi nha. Rồi mời bạn Anh Quân ạ.
Em được quên đâu. Musician, painter, perform, traditional, guitarist, leader. Traditional. Traditional. Yes, guitarist. Guitarist. Guitarist, leader. Yes, chính xác chưa? Các bạn để ý là âm cuối là bạn Quân đã đọc âm T ở đấy các bạn. Guitarist. Đó, chúng ta luyện nhiều là chúng ta sẽ đọc tốt được, nhớ chưa? Rồi. Ok, Tùng ạ, the last one của bạn Tùng ạ. Tùng mở mic lên nhá. Musical. Musician. Yeah, okay. Painter. Perform. Traditional. Yes. Guitarist. Đó, Tùng vẫn chưa được âm tên. Guitarist. Leisure. Yes. Good, okay. Oh, thank you so much. Cảm ơn bạn Tùng. Rồi các bạn xem một chút nhá, cho chúng ta sẽ luyện âm T cho các bạn nghe. Chào. Pronunciation lesson. The t sound in English sometimes confuses English language learners when it appears at the end of a word. This is because it's said very lightly. For example, I wouldn't answer a question by saying I don't, aspirating that T at the end of don't. But instead, I start to say the t sound by placing the tip of my tongue at the top of my mouth, just behind my teeth. However, I do not release and finish the t sound. I simply say the first half of it and hold my tongue against the top of my mouth without finishing the sound. Practice with me and hold the tip of your tongue at the top of your mouth, just behind your teeth instead of finishing the t. Listen and repeat. I don't. Các bạn nghe nhá. Chúng ta nghe và làm lại chưa? Don't. Did you hold your tongue against the top of your mouth instead of finishing the sound? I don't. I don't. Let's practice a few more sentences with the letter T at the end of them. Listen and repeat. He is more than one doubt. No, I won't. You must repeat. A little bit. I'm all wet. Wet. Don't forget to subscribe to the Elemental English. Okay, remember that. Okay, các bạn nhớ đọc âm N, âm N in sound, nghĩa là cuối là âm T nhá. Rồi, come back again. Rồi các bạn ghi cô, hai là mã grammar. Chúng ta sẽ cùng nhau học về động từ chỉ sự thích và ghét được chưa? Và sau động từ này thì động từ sau đó thì sẽ đi với verb in hay là verb to verb được chưa? Bạn cùng xem nhá. Dưới đây là một số động từ chỉ sự yêu thích phổ biến như là like, love, enjoy, fancy, adore, okay? Các bạn ghi vào trong vở của mình nhá. Các bạn cố gắng là kẻ bảng luôn được chưa để chúng ta dễ nhìn thấy nhá. Và có bút highlight hoặc là bút đỏ các bạn cũng ghi vào được chưa để chúng ta dễ nhận ra được chưa. Và sau những cái động từ chỉ sự yêu thích này chưa, các bạn sẽ cộng với cả verb. Verb gì nhỉ? Cô mời bạn Diễm nào.
Một bạn Diễm nào. Sau những cái động từ chỉ sự yêu thích như này chúng ta sẽ cộng với cả verb in hay là to verb nhỉ? Bạn Diễm nhỉ? Diễm mở mic lên nha, bạn Diễm chưa mở mic đâu. Bạn Diễm mở mic lên nha. Ngọc Huyền ạ. Diễm đâu rồi? Rồi bạn Ngọc Huyền trả lời cô ạ. Sau những cái động từ chỉ sự yêu thích này chúng ta sẽ cộng với cả to verb hay là verb in nhỉ? Ngọc Huyền nhỉ? Cô gọi đến bạn nào, bạn ấy đều tắt mic và không trả lời được chưa? Cô nghi là các bạn không biết đi đâu được chưa? Chúng ta phải xin phép cô trước khi mà ra ngoài chứ tại sao lại ra ngoài? Chào mày lát cô ơi. Chào mày lát. Rồi sau đó chúng ta sẽ có verb in hay là to verb nhỉ? Sau những động từ chứa sự yêu thích chúng ta sẽ có với cả verb in hay là to verb nhỉ? Bạn Huyền ạ. Em thưa cô là cộng với verb in với cả to cộng với verb in với cả to verb được ạ. Ồ thế á. Rồi nhìn cô cấu trúc ạ. Nhìn cô cấu trúc ạ. Like, love, là enjoy, fancy, adore cho chúng ta sẽ cộng với verb in. Và cảm ơn mọi nhưng mà em học ở trên lớp thì chia ra được mà cô. Ok, chúng ta sẽ có một số dạng đặc biệt khác thì chợ, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta sẽ cộng với verb in các bạn nhá. Phần lớn là sẽ đi với verb in nhá, thường đi với verb in đấy chợ. Các bạn nhớ nhá, sau những sự yêu thích này, ghét này, chúng ta sẽ cộng với verb in đấy chợ. 80% là đi với verb in nhá, đấy chợ. Đi thi các thứ có những cái câu này các bạn sẽ khoanh verb in được chưa nhá. Rồi các bạn sẽ ghi câu về một số ví dụ như sau ạ. Do you like watching TV? Ok. So like là các bạn chắc chắn phải đi với verb in luôn được chưa? Do you like watching TV? Đó. Bạn có thích xem TV không? Đúng không ạ? Rồi câu số 2 là gì ạ? Cùng mời bạn đọc giúp cô ạ. I invite Lộc. Lộc ạ, mời bạn Lộc đọc ví dụ 2 ạ. My mother gì đấy ạ? Lộc chưa mở mic lên, bạn Lộc vẫn đang tắt mic đấy. Thưa cô là my mother love watering flowers in the garden. Okay, my mother loves watering flowers in the garden. Ok, có nghĩa là gì nhỉ? Mẹ của tớ thích gì nhỉ? Mẹ của tớ thích gì đấy? Thích tưới cây đúng không? Tưới hoa đúng không? Tưới cây hoa. What? Watering, bạn nhớ với cô nhá. Water có nghĩa là nước đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta có thể là xếp về dạng động từ được. Chả đóng vai trò là động từ có nghĩa là tưới cây chẳng nhá. Watering flowers có nghĩa là tưới cây hoa. In the garden có nghĩa là trong vườn. Rồi, và chúng ta chú ý như sau, có một số cái từ như là very much, rất là nhiều, a lot cũng có nghĩa là rất nhiều chứ. Chúng ta sẽ thường sử dụng ở cuối câu để thể hiện sự yêu thích, mức độ yêu thích được chứ. Ví dụ là I love you so much, I love you very much, có nghĩa là tôi yêu bạn rất nhiều được chứ. Nhá, chúng ta sẽ đi vào cuối câu nhá, thường đứng ở cuối câu, thể hiện sự yêu thích ở mức độ cao hơn, được chứ. Ví dụ là I hate you very much. Tôi ghét bạn rất nhiều đúng không ạ? Đó. I love you very much. Tôi yêu bạn rất nhiều nhá. Đấy, bạn nào học xong rồi có thể áp dụng luôn được chưa? Áp dụng luôn với bạn gái của mình luôn được chưa? Nhá. Ai có bạn gái áp dụng luôn nhá. Xong tối nay về ghi luôn là I love you very much được chưa? Hoặc là chúng ta nói với mẹ của chúng ta là con yêu mẹ rất nhiều. I love you very much được chưa? Các bạn để ý là từ love được chưa? Không chỉ dành cho tình yêu đâu nhá, không chỉ dành cho tình yêu nam nữ đâu nhá chợ, mà còn dành cho tình yêu giữa bạn bè này hoặc là người thân trong gia đình nhá chợ. Love nhá. Người nước ngoài người ta sử dụng từ love you rất là nhiều, I love you. Đấy. Ví dụ như là khi mà nói với bố mẹ mình này hoặc là nói với bạn thân này, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được nhá. Rồi.
Rồi các bạn ghi dấu sao hai cô ạ. Động từ chỉ sự ghét, không thích, đấy chưa? Đối nghịch thì chúng ta có ghét và không thích là gì đấy ạ? Cô mời một bạn đọc giúp cô vậy ạ. Chúng ta đã học rồi đấy. Mời anh Quân đọc giúp cô. Cô em chưa chép xong cái kia. Hate. Detest. No, okay, thank you. Rồi cô quay lại phần kia, các bạn chép nốt nhá. Okay. Yes, mic của bạn nào ồn chúng ta tắt đi nha. Các bạn nhớ nhá, very much và a lot chúng ta sẽ sử dụng là nghĩa là rất nhiều được chưa? Đó. A lot. Các bạn nhớ nhá, rất là nhiều bạn nhầm tưởng giữa a là ít đúng không? A là một, lot là một gì đó đúng không ạ? Các bạn lại tưởng là số ít, nhưng mà sai lầm được chưa? A lot có nghĩa là rất nhiều luôn được chưa? A lot. Rất nhiều nhá. Rồi, chọn xong chưa? Các bạn khác xong chưa? Tùng và Ngọc Anh xong chưa? Rồi ạ. Yes, good, okay. Tùng đâu ạ? Tùng xong chưa? Tùng, are you finished? Bạn Diễm xong chưa? Diễm ơi. I'm finished. Yeah, okay. Rồi, bạn Diễm có đấy không ạ? Không, cô sẽ gọi điện nhá. Cô sẽ gọi điện cho để bạn Diễm vậy. Bạn Diễm phải mở mic lên trả lời cô chứ. Được chưa? Cô gọi nãy giờ không được luôn nhá. Mở cam lên được chưa? Cô yêu cầu 100% các bạn tham gia lớp học mở cam lên ạ. Nhật Anh, Ngọc Diễm, Ngọc Huyền ạ, mở cam hết lên ạ. Nhá. Rồi, cô đến từ 1 đến 3, các bạn nào không mở cam lên, cô sẽ chụp màn hình được chưa? Gửi riêng cho phụ huynh nhá. Nhắn tin gọi điện được chưa? Bởi vì bây giờ rất là nhiều bạn sử dụng điện thoại của phụ huynh rồi. Cho nên là cô sẽ phải chắc củ bằng cách là gọi điện nhá. Gọi điện là nói được chưa? Ngọc Huyền mở lên cả trường ạ. Đó. Thanh Tùng ạ. Rồi, ok. Các bạn ghi số sao thứ hai ạ. Động từ chỉ sự ghét, không thích được chưa? Như bạn Quân vừa đọc giúp cô, chúng ta có dislike. Like là thích được chưa? Chúng ta có dislike là không thích. Hate. Ghét. Được chưa? Rồi detest có nghĩa là ghét cay, ghét đắng được chưa? Cô sẽ bổ sung một từ nữa, chính là avoid. Có nghĩa là tránh né được chưa? Avoid. Tránh né được chưa? Là khi mà mình không thích ai đấy, mình tránh né luôn á. Đó được chưa? Avoid. Rồi, chúng ta có cấu trúc tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Sau những cái động từ không thích, không chỉ sự ghét bỏ, thì chúng ta sẽ cộng với verb in được chưa? Dislike, hate, detest, avoid. Chúng ta sẽ cộng với cả verb in nhá. Đi thi các bạn thấy mấy trường hợp này các bạn phải cộng với verb in nha chưa? Nhá, tuyệt đối nhá. Ví dụ như sau ạ. Cô mời một bạn đọc ví dụ giúp cô ạ. Cô mời bạn Diễm đọc ví dụ một giúp cô ạ. Peter làm sao đây ạ? Peter dislikes gì đây ạ? Dislikes studying math. Diễm mở mic lên đọc đi ạ. Peter. Yeah, đọc to lên nha, cố lên. Peter dislikes. Peter yeah, này. Dislike. Hit này. Studying. Math. Yeah, it's okay.
Good try, ok. Rồi, next one, I invite cô mời bạn Nhật Anh đọc to giúp cô ạ. Em thưa cô là I hate. I hate. Hate. I hate. Hate, chúng ta nhớ đọc âm T ạ. Hate. 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 Yes, hate. Having a bath in bath in winter. 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 Winter đấy ạ, chữ winter đấy ạ. Winter. Yes. Winter. Winter, okay, nhớ nhá. I hate having a bath in the winter. In winter, okay. Rồi, các bạn ghi xong chưa? Hate. Hate. I'm finished. Yes, good. All right. Các bạn sẽ có một bài tập sau ạ. Trước khi mà chúng ta ra chơi được chưa? Các bạn sẽ chuyển các động từ sau sang dạng verb ing được chưa? Chúng ta sẽ có là của bên tay trái này là dạng verb được chưa? Bên tay phải là verb ing. Các bạn sẽ kẻ cột và chuyển nhá. Các bạn có thể kẻ hàng dọc cũng được nhá. Rồi, bạn Phương Anh nhắn gì đấy ạ? Phương Anh nhắn gì đấy? Lộ hết trong tin nhắn rồi đấy. Lộ rồi. Lộ hết rồi. Chả nhắn vào tin nhắn riêng lại thành tin nhắn chung rồi. Đấy, tập trung học bài đây. Rồi, cột thứ nhất là chúng ta sẽ là verb. Các bạn sẽ chuyển sang verb in đi cô nhá. Cột thứ hai cũng vậy. Các bạn có thể kẻ dọc xuống được chưa? Bởi ở đây là cô không có không gian về, không có cái không gian dọc. Cho cô sẽ kẻ về ngang. Yeah. Các bạn có thể kẻ dọc luôn, chờ ghi một phát luôn. Paint, white, read, listen, play, sit, eat, keep, cook, make, drink, watch, see, eat, drive, sleep. Ok. Rồi sau đó các bạn chuyển sang dạng verb ing nhá. Phần này rất là đơn giản. Các bạn nhớ là âm T đúng không ạ? Âm T chúng ta thì phải thêm ing thôi đúng không? White có âm E, các bạn bỏ E đi thêm ing được chưa? Và cứ như vậy. Rồi đối với sit và hit thì các bạn lưu ý cô chúng ta phải nhân đôi phụ âm lên, tức là nhân đôi âm T cuối câu ấy. Được chưa? Nhân đôi âm T cuối câu lên được chưa? Chúng ta sẽ chuyển thành sitting. Hai âm T ạ. À. Hit cũng vậy. Rồi bên này cũng vậy, cook, các bạn là cooking bình thường ạ, nhá. Còn có e rồi các bạn bỏ e đi thêm in nhá. Rồi vậy thôi, rất đơn giản. Mời các bạn. Các bạn sẽ có khoảng các bạn có 10 phút để làm bài tập này ạ. 10 phút nhiều quá nhỉ? 8 phút thôi. Yes, 8. Ngồi 8 phút đến 8:15 phút cô sẽ chữa. Sau đó chúng ta sẽ ra chơi. Ok. Rồi, câu số 1 ạ. Number one, ok, các bạn chữ cùng cô luôn nhá. Chúng ta sẽ là gì đấy? Paint gì đấy ạ? Cô mời bạn Trọng nào. Là em thưa cô là painting. Painting, ok, chúng ta chỉ việc thêm in thôi nhá. Rồi, number two, câu số 2 ạ. Nhật Anh. Nhật Anh ạ. Why gì đấy ạ? Why thing? Bỏ e đi đúng không ạ? Chúng ta bỏ e đi thêm in nhá. Rồi, Ngọc.
Ngọc Anh, hai câu tiếp theo ạ. Reading và listening ạ. Reading và listening rất là đơn giản, gọi chỉ việc tiếng Anh thôi ạ. Listening, okay. So next one. Play, okay. Có một bạn Diễm nào? Play, chúng ta thêm gì đấy ạ? Chỉ việc thêm gì ạ? Play, chỉ việc thêm gì đấy ạ? Play. Chỉ lý giải thì... Chỉ lý giải thì ngắn. Ý ngắn nhé ạ? No, đối với dạng thêm in thì bạn nhớ cho cô là chỉ việc thêm in thôi, nghe chưa? Không chỉ lý giải in ngắn thêm in như vậy thì hai chữ y ạ, không đúng á. Playing thôi nha. Phương Anh ạ, Phương Anh hai câu tiếp theo ạ. Sit and eat. Thưa cô thêm gì ạ? Em thưa cô thêm in ạ. Em in nhưng mà chúng ta phải nhớ là nhân đôi em t nhá. Nhớ cô ạ, sitting, sitting. Ok, and hit cũng vậy, chúng ta nhân đôi âm t nhá. Hitting được chưa? Đó, hai âm này là hai âm đặc biệt, các bạn lưu ý nhớ cho cô nghe chưa? Nhớ học thuộc cho cô hai âm này chưa? Sitting và hitting, nhớ, nhớ nhá. Rồi, keep, cùng với bạn Tùng ạ. Keep. Keep ạ, Thanh Tùng ạ. Keep chúng ta thêm gì ạ? Chỉ việc là thêm gì ạ? Tên... Chỉ việc là thêm gì nhỉ? Chỉ việc là thêm từ thôi. Chỉ việc là thêm in thôi, đúng không ạ? Keep, yeah, keeping, đúng không ạ? Rồi, câu tiếp theo ạ, bạn Tùng luôn ạ. Cooking, cook gì ạ? Tùng luôn ạ. Cooking. 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 Chính xác, thì cho cooking. Rồi, next one. Anh Quân ạ, anh Quân hai câu tiếp theo. Make and drink. Em thưa cô là making, bỏ e thêm in. Chính xác, making các bạn nhớ nhá. Rất là nhiều bạn nhầm lẫn tưởng là e giữ nguyên rồi là making, sai nghe chưa? No, it's not. Ok, nhớ nhá. Rồi, drink. Drink là uống á. Chúng ta là gì đây ạ? Thêm in đúng không ạ? Drinking. Ok, drinking. Rồi, cảm ơn bạn Quân. Next one, Lộc ạ. Watch. Chúng ta chuyển thành gì đây ạ? Bạn Lộc giúp cô ạ. Watch. Chúng ta chỉ việc thêm gì đây ạ? Bạn Lộc. Em thưa cô là thêm in ạ. Watching đúng không ạ? Rồi đọc luôn cô là watching. Watching. Được đọc luôn ạ. Đọc watching. Watching nhớ nhá. Rồi C ạ. Cô mời bạn Trọng nào. C chúng ta thêm gì đây ạ? Thêm in. C các bạn nhớ nhá. Chúng ta giữ nguyên hai chữ E được chưa? Các bạn không bỏ E đi nhớ chưa? Trong trường hợp có hai chữ E các bạn giữ nguyên hai chữ E và chỉ việc thêm in nhớ chưa? Seeing. Seeing. Ok. Rồi, eat. Cô mời bạn nào, Phương Anh nào. Eat. Rồi. Em cứ thêm in. Eating, đúng rồi. Đọc luôn cô, eating. Đâu phải đọc to, eating. Eating. Rồi, next one. I invite, cô mời một bạn cuối cùng, bạn Nhật Anh giúp cô hai câu cuối luôn nhá. Em thưa cô là... Driving và sleeping ạ. Driving, driving. Sleeping ạ. Bỏ ra. Drive là drive. Là drive là bỏ ra thế mình. Rồi, phải là dry đúng không ạ? Dry bỏ e đi thêm in chính xác. Sleep chúng ta thành gì ạ? Sleep gì đây ạ? Sleep. Sleeping. Sleeping, chính xác. Ok. Thêm. Rồi, có ai làm đúng hết tất cả câu này không ạ? Có ai làm đúng hết không? Yes. Em làm đúng. Ok, good. Rồi, các bạn nhớ nha, chúng ta có hai từ để lưu ý là sit và hit. Rồi, chưa? Rồi, bây giờ cùng mời các bạn ra chơi break time 10 phút đến 8:30 nhá. Bây giờ đang là 8:20, các bạn có ra chơi đến 8:30 các bạn vào lớp ạ. Rồi, break time.